Ok, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Zero TV đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái thủ thuật bung ngọc rồng một sao nha anh em. Nên nói chung là cái này chắc không phải thủ thuật gì đâu anh em ạ. Cái này chỉ là mẹo hoặc là cái mà admin cho vào game ấy, để cho anh em có cái động lực chơi game hơn hay là hay sao ấy. Đấy, nói chung là cái này thì mỗi ngày thì một người chỉ nhận được một viên đấy nha anh em. Đấy, một viên 3S ấy. Chứ bung một S là phải anh em phải qua nhiều nick để nhận ngọc rồng bên này. Đấy thì giờ mình sẽ đi nhận ngọc cho anh em xem nha. Đấy, bung này thì qua nhiều anh em chưa biết nên mình chia sẻ nha anh em, chứ còn anh em biết rồi thì thôi thì cũng chấp nhận thôi, vì anh em biết rồi còn nhiều anh em chưa biết mà, phải chia sẻ cho anh em cùng biết thôi. Đấy, tại vì nhiều anh em chưa biết nên mình chia sẻ, và anh em nào chưa biết thì cũng qua đây nhận nha. Để mà nhận được ngọc rồng 3 sao thì anh em phải xong cái nhiệm vụ tiểu đội sát thủ ấy, nhiệm vụ mà giết 4 con tiểu đội sát thủ với tiểu đội trưởng ấy, để qua được tương lai ấy. Thì nếu mà anh em xong nhiệm vụ đấy rồi ấy, thì anh em ấy đến rừng Karin nè, anh em bay lên chỗ thần vũ trụ này gặp Quýt này, không ấn vào chỗ ấn vào chữ tặng hoa nhé, thì nó sẽ qua cái chỗ là nhận thưởng ngọc rồng 3 sao này. Đấy, thì anh em ấn là nhận được thôi. Thì mình có chuẩn bị mấy nick anh em ạ, đây mấy nick để mình vào mình nhận ngọc rồng 3 sao cho nó nhanh anh em ạ. Đấy, thì nếu mà anh em càng có càng nhiều nick ấy, ví dụ như anh em có 100 nick thì một ngày anh em được được tận 100 viên 3 sao. 100 viên 3 sao mà anh em cứ tính ra thành đổi thành 1 sao thì có giàu không? Đấy, một viên 1 sao được tập 200k ấy, 200k Việt Nam đồng ấy. Đấy, viên 1 sao được tận 200k Việt Nam đồng ấy. 200k chứ có phải ít rồi nhỉ anh em. Đấy, thì anh em nếu mà có nhiều nick thì nhiều nick mà phải yêu cầu là phải xong nhiệm vụ tiểu đội sát thủ nha. Đấy, phải xong nhiệm vụ đấy thì mới nhận được không anh em ạ. Chứ còn nếu mà không xong ấy, nếu mà không xong thì nó sẽ ấn vô chữ để tặng hoa, thì nó sẽ ấn yêu cầu tặng hoa nha anh em. Đấy, để xong ui, nhận được cả 10 ngọc xanh luôn anh em ơi. Quá phê luôn ấy. Đấy, vừa nhận được ngọc xong rồi còn được cả ngọc xanh luôn. Ui. Bung ngọc rồng 1 sao cộng bung ngọc xanh luôn anh em ạ. Đấy, nhưng mà anh em nào yêu cầu cũng nick phải qua được cái nhiệm vụ ấy nha anh em. Ô đấy, để mình xem vào thằng này xem được cái gì không nha anh em. Thằng này không có tặng hoa không? Không có tặng hoa anh em ạ. Ấn vào thần vũ trụ xem nhận được cái gì không? 99 hoa. Ui, cái này thì cũng chẳng cần lắm anh em ạ. Ui, khá là ngon anh em ơi. Thì nhận ở Bitrot thì được 10 ngọc, còn nhận ở Wit thì được nguyên 3 sao, khá là lãi anh em ạ. Đấy, thì anh em nào mà có nick thì xong nhiệm vụ tiểu đội sát thủ ấy, thì anh em qua đây nhận đi. Cái này là chắc là admin cho ấy. Đấy, nói chung là sự kiện này khá là ngon ấy. Đấy, thì anh em nào có nhiều nick thì cứ qua đây mà bung thôi. Bung để nhận ngọc rồng 3 sao, để lên 1 sao luôn anh em ạ. Ok, khá là phê luôn. Thì clip mình cũng chỉ là hướng dẫn anh em cách nhận thôi nha anh em. Đấy, tại vì có nhiều anh em chưa biết cách nhận ngọc rồng 3 sao với nhận ngọc free nó ở chỗ nào ấy, thì mình cũng làm clip để chia sẻ cho anh em nào chưa biết thôi. Thì cảm ơn anh em đã xem clip của mình nha. Nếu mà xem đến đây rồi thì nhớ để lại cho mình một like cộng một đăng ký kênh nha anh em, cộng một comment nha. Ok, bye anh em.